Người dân Nha Trang và Vũng Tàu đổ về các bãi tắm vui chơi trong sáng ngày 16 tháng 10 sau hơn 4 tháng chính quyền cấm biển để phòng chống dịch COVID-19. Bãi biển dọc đường Trần Phú, thành phố Nha Trang đông người từ sáng sớm ngày 16 tháng 10. Nhiều người đắp cát, số khác xuống tắm biển hoặc chạy bộ, đánh bóng chuyền, cầu lông. Ven bãi biển, hệ thống loa phát thanh liên tục phát khuyến cáo không tập trung đông để phòng chống COVID-19. Khánh Hòa quyết liệt cho người dân tắm biển trở lại sau khi tỉnh này đánh giá cơ bản khống chế được dịch, áp dụng nhiều biện pháp nới lỏng giãn cách để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả trong tình hình mới. Đảm bảo an toàn phòng chống dịch, chính quyền tỉnh yêu cầu người dân tắm ở những bãi biển vùng xanh, không tập trung quá 5 người, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét và phải có thẻ xanh hoặc thẻ vàng COVID-19, không tổ chức giữ xe, bán hàng rong trên bãi biển. Biển thành phố Vũng Tàu trong sáng nay, trong xanh, gió nhẹ, sóng nhẹ, thưa thớt người tắm. Ủy ban Nhân dân Bà Rịa Vũng Tàu cho phép người dân tắm biển trở lại, nhưng các rào chắn, các lối xuống bãi biển này chưa được chính quyền tháo dỡ. Người dân tự hé mở một số nơi để xuống tắm. Người dân được yêu cầu đeo khẩu trang và tuân thủ 5K. Tối ngày 15 tháng 10, Ủy ban Nhân dân Bà Rịa Vũng Tàu ban hành văn bản về việc áp dụng tạm thời một số biện pháp thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên phạm vi toàn địa bàn. Cụ thể, từ 0 giờ ngày 16 tháng 10, tỉnh cho phép một số hoạt động mở cửa trở lại, có kiểm tra giấy xét nghiệm khi vào tỉnh, nới lỏng việc đi lại của người dân và cho phép tắm biển trở lại. Trong đợt dịch thứ tư đến nay, Bà Rịa Vũng Tàu ghi nhận 4.211 ca mắc COVID-19. Số ca nhiễm có xu hướng giảm sâu, địa phương có gần 1,2 triệu người và cần 1,5 triệu liều vaccine để tiêm cho 95% người dân từ 18 tuổi trở lên. Đến nay, Bộ Y tế đã cấp cho tỉnh này 1,2 triệu liều vaccine COVID-19.